Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương đẩy mạnh tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp người dân trong quan hệ vay vốn ngân hàng và hạn chế tín dụng đen. Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuẩn bị kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Mục Hưng Yên đinh ninh lời Bác có phóng sự trường mầm non Hạ Lễ, huyện Ân Thi, đơn vị điển hình về học tập và làm theo lời Bác. Thành phố Hưng Yên tăng diện tích cây có múi sản xuất theo quy trình Việt Gáp. Quy định tăng mức xử phạt lái xe vi phạm nồng độ cồn. Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 5 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên có kết luận về việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân trong quan hệ vay vốn ngân hàng và hạn chế tín dụng đen. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu một số nội dung quan trọng, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch, các phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân trong việc thực hiện các thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất. Chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện đẩy nhanh tiến độ đo đạc, lập hồ sơ địa chính, hoàn thành vượt kế hoạch giao. Cắt giảm thời gian, đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận, đăng ký giao dịch, bảo đảm đối với đất đai và tài sản trên đất. Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về việc miễn giảm phí chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản, phí đăng ký giao dịch bảo đảm. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh phối hợp với các tổ chức tín dụng trong việc trao đổi thông tin các doanh nghiệp có nguy cơ phá sản, những doanh nghiệp đã ngừng hoạt động góp phần tránh rủi ro cho các tổ chức tín dụng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn đôn đốc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại cho các cá nhân, hộ gia đình. Chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy nhanh cấp giấy chứng nhận cho doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho 100% các doanh nghiệp đủ điều kiện. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng kế hoạch, tiến độ được giao, đúng quy định của pháp luật, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường có kế hoạch hàng tháng, hàng tuần bố trí luân phiên cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện, thành phố, cán bộ phòng tài nguyên và môi trường các huyện, thành phố đến cấp xã, thôn cùng với Ủy ban nhân dân cấp xã hướng dẫn hỗ trợ nhân dân đăng ký kê khai, lập hồ sơ địa chính. Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại cho các cá nhân, hộ gia đình đủ điều kiện. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân, công an xã, phường, thị trấn nâng cao trách nhiệm trong việc phòng chống, đấu tranh, ngăn chặn không để hoạt động tín dụng đen nảy sinh hoạt động ở địa phương cơ sở. Chủ tịch Ủy ban nhân dân, trưởng công an cấp xã, cấp huyện phải chịu trách nhiệm nếu để tín dụng đen hoành hành, ảnh hưởng đến an ninh trật tự cuộc sống của người dân trên địa bàn. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hưng Yên chỉ đạo các tổ chức tín dụng và quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn để mạnh thực hiện có hiệu quả chương trình kết nối ngân hàng, doanh nghiệp, người dân. Các tổ chức tín dụng để mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải tiến quy trình thủ tục cho vay, rút ngắn thời gian xét duyệt cho vay, đa dạng hóa các loại sản phẩm tín dụng, dịch vụ ngân hàng phù hợp với từng đối tượng khách hàng trong việc tiếp cận vốn và dịch vụ ngân hàng. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, của ngành về hoạt động tín dụng, tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ, ngăn chặn và xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân có hành vi tiếp tay, thông đồng với các đối tượng cho vay nặng lãi, hoạt động tín dụng đen. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng, chính sách cho hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo. Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị biết thực hiện. Thưa lệnh Chủ tịch Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Thuyên. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ đạo thi quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến với Ban Chỉ đạo thi của 63 tỉnh thành về kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2019. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, tỉnh Hưng Yên.
Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 để lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia và làm cơ sở cho tuyển sinh giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Tuy nhiên, kỳ thi năm nay có một số nét mới như quy định rõ nội dung đề thi nằm trong chương trình Trung học phổ thông quốc gia, chủ yếu là chương trình lớp 12. Tỷ lệ kết quả thi trong xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông 70% điểm trung bình các bài thi Trung học phổ thông quốc gia, 30% điểm trung bình cả năm lớp 12. Để đảm bảo an toàn cho kỳ thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo có một số điều chỉnh về tổ chức và kỹ thuật trong kỳ thi năm nay, như phát huy vai trò của các trường đại học cao đẳng trong tổ chức thi, quy định chặt chẽ về sắp xếp phòng thi, khu vực lưu trữ đề thi và công tác chấm thi. Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu các thành viên trong Ban chỉ đạo thi Trung học phổ thông quốc gia của tỉnh cần phân công cụ thể chi tiết trách nhiệm cho các thành viên, phải có kế hoạch đảm bảo từng ngành, từng lĩnh vực gắn với điều kiện cụ thể của từng địa phương. Chú ý những điểm đổi mới của kỳ thi để thông tin cho phụ huynh và học sinh biết chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường đại học cao đẳng. Xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ vừa tổ chức lễ đón bằng công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh Đình Yến Đô. Dự buổi lễ có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Đình Yến Đô là nơi thờ thành hoàng làng Đông Hải Đại Vương, Tố Linh Đại Vương. Đình làng có lịch sử lâu đời, nhưng do chiến tranh tàn phá và sự biến đổi theo thời gian, đình đã bị hư hỏng một phần. Bằng sự đóng góp tiền của và công sức của nhân dân địa phương, đến nay đình được tu sửa lại theo nguyên bản cũ với lối kiến trúc chữ đinh truyền thống. Các họa tiết trang trí công phu, tinh xảo như hình tượng cá hóa rồng, trúc hóa lân, hoa lá được chạm khắc trên các cột kẻ, tay co, v.v. Cách trang trí được chạm khắc theo dáng rồng thời Nguyễn, khỏe khoắn nhưng thanh thoát, uyển chuyển. Với những giá trị tiêu biểu về mặt kiến trúc nghệ thuật, lịch sử và văn hóa, đình Yến Đô đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, trường mầm non Hạ Lễ, huyện Ân Thi đã không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ. Đặc biệt, trong năm học 2017-2018, nhà trường là đơn vị điển hình của tỉnh được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng cờ thi đua xuất sắc. Hiện nay, trường mầm non Hạ Lễ có tổng số 20 cán bộ giáo viên, nhân viên, trong đó trình độ đạt trên chuẩn chiếm trên 90%. Để việc học tập và làm theo lời Bác đi vào thực tế, mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên của trường đều đăng ký những việc làm cụ thể thiết thực gắn với các cuộc vận động phong trào thi đua. Giáo viên luôn chủ động học hỏi, sáng tạo, đổi mới phương pháp giáo dục phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ. Tại mỗi lớp học đều có góc sáng tạo, trong đó các cô giáo đều hướng dẫn khuyến khích trẻ cùng tham gia như góc chợ quê, góc tuyên truyền các hoạt động theo chủ đề, nhiều đồ dùng, đồ chơi của trẻ do chính cán bộ giáo viên trong trường tự làm. Qua các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ em làm trung tâm, đã có nhiều giáo viên đạt các giải cao trong các hội thi do ngành cấp trên tổ chức như cô giáo Đỗ Thị Vân, Phan Thị Anh, Mai Thị Thêu. Bản thân tôi đã luôn luôn là yêu nghề, mến trẻ, luôn tự học và sáng tạo để đưa ra những phương pháp, những bài học sáng tạo để cho trẻ được thích ứng, thích nghi và trẻ hoạt động rất là tốt. Với đồng nghiệp thì tôi luôn là đoàn kết, giữ mối đoàn kết trong nhà trường, hòa nhã và sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm mà mình có để đồng nghiệp cùng nhau tiến bộ hơn. Hiện nay số trẻ đến trường là gần 300 trẻ, tỷ lệ ăn bán trú đạt 100%, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà bếp thường xuyên được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực phẩm chế biến đảm bảo tươi ngon, sạch sẽ, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Riêng rau xanh do trường tự cung cấp. Các lớp nghiêm túc thực hiện đúng quy trình tổ chức giờ ăn cho trẻ. Qua kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ, trẻ phát triển tốt đạt tỷ lệ trên 96%. Là một hiệu trưởng nhà trường, luôn quan tâm chỉ đạo sát sao trong mọi hoạt động ở nhà trường, luôn quan tâm đến về việc giáo dục, về chính trị, tư tưởng, đạo đức, cũng như là quan tâm đến trình độ chuyên môn và nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ giáo viên. Nhà trường cũng phát động những thi đua, trường học thân thiện, học sinh tích cực, xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm.
thấm nhuần lời dạy của Bác là mẫu giáo, tức là thay mẹ dạy trẻ. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường mầm non Hạ Lễ đã và đang thực hiện tốt lời Bác dạy, trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu trong bậc học mầm non tại huyện Ân Thi. Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh, huyện Khoái Châu vừa tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Trường Sơn, ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn 19 tháng 5 năm 1959, 19 tháng 5 năm 2019. Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh huyện có trên 800 hội viên là những người lính đã chiến đấu và công tác trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Đến nay, 23 trên 25 xã thị trấn trong huyện đã có tổ chức hội. Hội xây dựng quỹ tình nghĩa được trên 350 triệu đồng, tổ chức xây mới 4 nhà tình nghĩa cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi nhà trị giá 50 triệu đồng, tặng gần 60 suất quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp các ngày lễ Tết kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Trường Sơn, Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh huyện tặng quà cho 11 hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, nhận thấy cây có múi chăm sóc theo quy trình Việt Gáp cho hiệu quả kinh tế cao, niên vụ cam năm 2019 này, thành phố Hưng Yên đã mở rộng diện tích từ 30 ha lên gần 100 ha. Sau 2 năm, xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên áp dụng chăm sóc 30 ha cam Hưng Yên theo tiêu chuẩn Việt Gáp, được thị trường ưa chuộng cho năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao hơn so với trồng cam truyền thống từ 1,5 đến 2 triệu đồng một sào. Nên vụ cam năm 2019 này, thành phố Hưng Yên đã hỗ trợ các địa phương mở rộng diện tích chăm sóc cây có múi theo tiêu chuẩn Việt Gáp lên 100 ha trên tổng số 180 ha. Trong đó, xã Quảng Châu mở rộng thêm 20 ha, đưa tổng diện tích theo tiêu chuẩn lên 50 ha. Phường Lam Sơn gần 40 ha. Hiện các địa phương đang đẩy mạnh việc chăm sóc, bổ sung dưỡng chất để cây nuôi quả và chủ động phòng trừ các loại sâu bệnh gây hại theo đúng quy trình hướng dẫn của ngành nông nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, vay lãi nặng hay còn gọi là tín dụng đen không còn mới với nhiều người, nó tràn về các làng quê nghèo, khiến cho bao nhiêu gia đình điêu đứng, tan cửa, nát nhà, thậm chí là mất đi người thân. Thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an đã làm tan rã nhiều ổ nhóm cho vay nặng lãi và bắt giữ nhiều đối tượng bảo kê đòi nợ thuê. Tuy nhiên, do nhu cầu tiêu dùng, nhiều người vẫn tìm đến tín dụng đen để rồi phải nhận những hệ lụy khó lường từ các loại hình cho vay này. Do điều kiện kinh tế khó khăn, năm 2018, anh Lại Huy Sáng, sinh năm 1990, thôn An Lạc, xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu, vay 12 triệu đồng của một cá nhân ở xã Dân Tiến. Sau một thời gian vay, anh Sáng đã hoàn trả lại số tiền gốc, do kinh tế eo hẹp nên anh xin khất lại số tiền lãi khoảng 5 triệu đồng. Không đồng ý với quan điểm trên, ngày 24 tháng 2 năm 2019, một nhóm đối tượng đã dùng hung khí truy sát anh Sáng tại quốc lộ 39, khiến anh bị đứt dây chằng bánh chè chân phải với tỷ lệ thương tích 15%. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Khoái Châu đã tích cực vào cuộc và đến ngày 27 tháng 2 đã khởi tố vụ án hình sự về tội danh cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng, đồng thời ra quyết định khởi tố hai bị can. Hiện Công an huyện đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của các đối tượng khác có liên quan. Gia đình nó không có thì bây giờ mình không có chỗ nào vay mà mình lúc mình cần, không may nó làm ăn nó thất bát thì mình không có khả năng chi trả thì mình đã phải tạm xa lánh quê hương đi và về thì hẹn trả dần nhưng mà các anh không nghe. Ngày 24 tháng 2 đấy thì tôi đang đi làm thì bị nhóm đối tượng đấy nó chặn, nó đánh rồi nó chém thôi. Thế sau khi các anh ấy đánh chém tôi như thế mà vẫn còn tiếp tục gọi thêm 3-4 người nữa mang tiếp tục dao kiếm gậy gộc tiếp sát đến để đuổi chém đến như kiểu để giết luôn. Theo thống kê của Công an tỉnh, hiện trên địa bàn toàn tỉnh có khoảng 420 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ và hỗ trợ tài chính, trong đó có 138 cơ sở có biểu hiện liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Phát hiện 57 đối tượng tuy không thành lập cơ sở kinh doanh nhưng có biểu hiện hoạt động tín dụng đen. Trong năm 2018, toàn tỉnh xảy ra 27 vụ việc có liên quan đến hoạt động tín dụng đen, trong đó đã khởi tố 17 vụ việc với 45 bị can về các tội danh như giết người, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích. Điển hình, vào ngày 21 tháng 9 năm 2018, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an thành phố Hưng Yên đồng loạt khám xét khẩn cấp 6 cơ sở kinh doanh tài chính có dấu hiệu cho vay lãi nặng, tín dụng đen trên địa bàn thành phố Hưng Yên.
Quá trình khám xét, cơ quan đã thu giữ hơn 400 hồ sơ vay tiền được thế chấp bằng chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu, hộ chiếu, thẻ đảng viên. Nhiều giấy tờ sổ sách thể hiện việc cho vay lãi nặng, đồng thời triệu tập 26 đối tượng có liên quan. 6 tháng đầu năm 2019 tính đến nay thì toàn tỉnh xảy ra 5 vụ việc có liên quan đến hoạt động tín dụng đen và cơ quan điều tra đang tích cực thu thập tài liệu, xác minh xử lý các đối tượng. Dự báo trong thời gian tới thì tình hình hoạt động tội phạm và vi phạm luật liên quan đến tín dụng đen vẫn sẽ còn diễn biến phức tạp, xu hướng lan dần về địa bàn nông thôn, trong các ngõ ngách thôn xóm. Các đối tượng thì chủ yếu là đối tượng hình sự lưu manh chuyên nghiệp, đối tượng hình sự cộng cán từ nhiều địa bàn địa phương trong cả nước về hoạt động. Tại Nghiên là các đối tượng chủ yếu từ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định. Vay không cần thế chấp, thủ tục đơn giản, nhận tiền mặt nhanh là những cụm từ dễ dàng bắt gặp từ những tờ rơi dán khắp nơi trên tường tại các cột điện ở gần khu dân cư. Khi có nhu cầu, người vay chỉ cần bấm gọi các số điện thoại là được tư vấn tận tình, không cần bất cứ một tài sản gì thế chấp. Chỉ sau 15 đến 30 phút, người vay có thể cầm tay hàng trăm triệu đồng. Tìm đến tín dụng đen thì người vay thường rơi vào tình trạng sống dở, chết dở. Đến khi mất khả năng trả nợ, bị chủ nợ thúc ép thì nhiều người không dám trình báo lên cơ quan chức năng. Nhân dân cần cảnh giác đối với hoạt động của đối tượng này. Cần vay tại các cơ sở tín dụng, ngân hàng, cơ sở tín dụng của nhà nước. Và đừng có nhẹ dạ cả tin vào những phương thức thủ đoạn cho vay rất dễ dàng, thủ tục đơn giản, gọn nhẹ, lãi suất sau đó lãi suất rất là cao. Và sau đó người dân có thể bị đe dọa hoặc lý do khác là không đến trình báo, không cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng, do đó rất khó trong cái việc điều tra xử lý. Thực tế cho thấy hệ quả do vay tín dụng đen không chỉ là lãi suất cắt cổ làm bao gia đình tan vỡ hạnh phúc mà còn dẫn đến nhiều hệ lụy như giết người, cướp tài sản. Do vậy, ngoài trách nhiệm của lực lượng chức năng trong việc tuyên truyền giáo dục người dân tránh xa cạm bẫy của tín dụng đen, thì hơn ai hết mỗi người cần cảnh giác trước những chiêu trò từ các loại hình cho vay này. Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải đề xuất mức xử phạt đối với một số nhóm hành vi vi phạm có nguy cơ mất an toàn giao thông. Theo đó, đề xuất tăng mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn cao nhất lên tới 40 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 24 tháng. Cụ thể, đối với người điều khiển xe ô tô vi phạm nồng độ cồn, ở mức cao nhất mức 3 sẽ bị phạt tiền từ 34 đến 40 triệu đồng. Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 22 đến 24 tháng đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở. Nghị định 46/2016 hiện đang quy định xử phạt từ 16 đến 18 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 4 đến 6 tháng. Đối với người điều khiển ô tô mà trong cơ thể có chất ma túy cũng được Tổng cục Đường bộ đề xuất tăng mức phạt tương tự. Ở mức vi phạm thấp hơn mức 2, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề xuất phạt tiền từ 18 đến 20 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 14 đến 18 tháng đối với lái xe có nồng độ cồn vượt quá 50mg đến 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,25mg đến 0,4mg trên 1 lít khí thở. Đối với mức vi phạm này, hiện Nghị định 46 đang quy định phạt tiền từ 7 đến 8 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 3 đến 5 tháng. Ở mức thấp nhất, mức 1, khi tài xế có nồng độ cồn dưới 50mg hoặc dưới 0,25mg trên 1 lít khí thở, mức phạt được giữ nguyên như đã quy định trong Nghị định 46, phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 1 đến 3 tháng. Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, tiến đến xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, vừa qua xã Mê Sầu, huyện Văn Giang đã hoàn thành đưa vào sử dụng sân vận động mặt cỏ nhân tạo, đáp ứng nhu cầu vui chơi rèn luyện sức khỏe của thanh thiếu niên trong xã. Sân vận động có diện tích trên 6.000 m2, trong đó diện tích mặt cỏ nhân tạo là hơn 5.200 m2, đạt tiêu chuẩn của FIFA. Sân có khu vực khán đài, hệ thống chiếu sáng. Tổng vốn đầu tư là trên 700 triệu đồng, chủ yếu từ nguồn xã hội hóa, nhân dân đóng góp. Sân vận động mặt cỏ nhân tạo đi vào hoạt động tạo điều kiện để nhân dân địa phương rèn luyện thể dục thể thao, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần hoàn thiện tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.